Phụ nữ ném tiền 8 chỗ này về già sung sướng. Nhiều phụ nữ có suy nghĩ cuộc sống ngắn ngủi phải ưu tiên tận hưởng và thường rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần vì xóa tay trong chi tiêu. Ngược lại, một số người lại quá tiết kiệm, rẻ sẻn chi tiêu, chỉ chăm chăm vào mục tiêu dành dụm tiền, khiến chất lượng cuộc sống ảnh hưởng nghiêm trọng. Một số khác thậm chí còn có tư tưởng dựa dẫm vào đàn ông trong khía cạnh tiền bạc. Bản thân họ thiếu độc lập tự chủ, không phải là người phụ nữ ổn định và tự lập về tài chính. Đó đều là những quan niệm thiếu đúng đắn về tiền bạc và chi tiêu. Tiền bạc là một trong những khía cạnh quan trọng và có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống cũng như hạnh phúc của mỗi người. Có suy nghĩ khôn ngoan và cách chi tiêu hợp lý sẽ giúp bạn vui vẻ, thành công hơn trong cuộc sống. Một người phụ nữ thông minh sẽ không tiếc tiền ném vào những điều này, vì họ biết đó là những khoản đầu tư sinh lời cho tuổi già. 1. Đầu óc. Đừng nghĩ chỉ có người trẻ là cần phải học. Dù bạn bao nhiêu tuổi cũng không được ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức. Một đầu óc uyên thâm thì dù có bao nhiêu tuổi vẫn có sức hút và đẳng cấp riêng. Đừng trở thành một người phụ nữ vừa già vừa thiếu hiểu biết. Hãy đọc sách mỗi ngày, học hỏi từ những người nổi tiếng. Bạn sẽ học được ở họ những điều hay ho mà chưa từng được biết đến. Hãy học cách nấu ăn, chế độ dinh dưỡng cho gia đình, hay chế độ tập luyện để giữ sức khỏe cho bản thân. Hãy học ăn, học nói, học giao tiếp, cải thiện kỹ năng trong công việc theo từng năm. Người phụ nữ thông minh không để cho bộ não của mình quá thảnh thơi. Nếu không, khi về già, bạn sẽ khó bình yên, thoải mái. 2. Ước mơ. Đam mê là thứ đáng để đầu tư nhất. Phụ nữ khi có chồng thường bỏ qua sự đam mê của mình. Nhưng chỉ khi dám theo đuổi và sống với đam mê, bạn mới thấy mình sống có ý nghĩa. Khi bạn còn trẻ, bạn nghĩ sẽ dành thời gian cho con cái, gia đình. Nhưng thời gian không trở lại lần hai. Con cái rồi sẽ lớn lên, sẽ sống cuộc đời của chúng. Còn bạn vì chúng mà từ bỏ đam mê của mình, quãng đời về già thật sự sẽ có nhiều tiếc nuối. 3. Sức khỏe. Khi còn trẻ, bạn dùng sức khỏe để kiếm tiền. Khi về già, bạn dùng tiền để mua sức khỏe. Nhưng khi bệnh tật tìm đến, dẫu có nhiều tiền đến thế nào cũng không mua được. Khi về già, nếu bạn không có sức khỏe, sẽ có cảm giác làm phiền con cháu, không thể thấy thanh thản. Vì thế, khi còn trẻ, hãy rèn luyện sức khỏe, hãy ăn những gì tốt cho bản thân, hãy dành thời gian tập luyện. Tuổi trẻ qua đi sẽ cuốn theo sự dẻo dai và bền bỉ. Khi cơ thể lên tiếng, bạn sẽ thấy rất mệt mỏi, thậm chí là bất lực. 4. Giáo dục con cái. Đầu tư cho con không có nghĩa là mua đồ đẹp, sang xịn cho con xài, mà là cho con cơ hội học hành, điều kiện phát triển tri thức, kỹ năng độc lập. Quan trọng nhất trong việc giáo dục con là đầu tư thời gian và công sức vào con. Đừng nghĩ chỉ có tiền là đủ để cho con trưởng thành hoàn thiện. Nếu bạn thiếu thời gian đồng hành, khám phá và trưởng thành cùng con, sau này bạn sẽ hối hận. Mỗi đứa trẻ chỉ có một tuổi thơ, một quá trình trưởng thành. Hãy cho con những gì con cần, thiết thực nhưng ý nghĩa nhất. 5. Sổ bảo hiểm. Cuộc sống bây giờ bình yên không có nghĩa là ngày sau thoải mái. Một số người đàn bà thông minh sẽ biết tích lũy sổ bảo hiểm. Có một khoản thủ thân, bạn sẽ không phải lo về già là gánh nặng cho con cháu. 6. Ngoại hình. Người đàn bà khôn ngoan không chăm sóc ngoại hình chỉ vì đàn ông hay người khác. Họ cải thiện ngoại hình để tự tin, để tìm kiếm cơ hội. Vì họ hiểu, vì tự tin mà đánh mất nhiều cơ hội tốt, chăm sóc ngoại hình sẽ giúp cho phụ nữ cơ hội sống vui và ý nghĩa hơn. Phụ nữ có thể làm đẹp bằng nhiều cách, trang điểm, phẫu thuật hay đơn giản là ăn uống tập luyện điều độ. 7. Báo hiếu. Khoản tiền để báo hiếu cho cha mẹ không bao giờ bù đắp được những gì cha mẹ đã làm vì bạn. Không hẳn là phải mua nhà cao, cửa rộng, đồ đạc sang trọng để cho cha mẹ. Cha mẹ tuổi già quan trọng nhất là niềm vui khi có con cháu dành thời gian quan tâm và yêu thương. 8. Tiền để bày tỏ biết ơn. Người phụ nữ thông minh sẽ hiểu có những người dù không là thân thích nhưng vẫn tận tình giúp đỡ, và một khoản tiền thể hiện lòng biết ơn là cần thiết.
lòng biết ơn cũng như một món quà đã được nhận thì phải cho đi. Đó là cách sống để lại phúc báo sau này, còn thu hút vận may và quý nhân. Một người sống thấu tình đạt lý, cư xử biết trước biết sau, luôn gặp may hơn người khác. Kính thưa quý vị, phụ nữ là phái yếu, nhưng đừng chỉ biết sống yếu đuối. Phụ nữ hạnh phúc là phụ nữ biết tin vào chính mình. Thế nên phụ nữ cần nhớ những điều sau để sống tự do tự tại, làm chủ cuộc sống mình lựa chọn. 1. Người phụ nữ thông minh biết cho mình đặc quyền làm đẹp và sự đặc biệt của sắc đẹp. Họ tận dụng vừa phải để không thua thiệt, để lại dư vị khó quên với đối phương. Không phải tôi đẹp tôi có quyền, mà là tôi đẹp để bảo vệ bản thân. 2. Phụ nữ khôn ngoan biết điều chỉnh và sử dụng đúng chất đàn bà. Đó là đặc trưng mà tạo hóa đã trang bị cho phụ nữ, là khóc, cười, làm điệu, hờn dỗi. Người đàn bà thông minh sẽ biết lúc nào nên khóc, khi nào nên cười và bộ dáng làm điệu dỗi hờn thế nào để tôn nét đàn bà, để khắc sâu vào tâm trí của người đối diện. 3. Phụ nữ khôn ngoan luôn đề cao việc chăm sóc vóc dáng làn da, không để cân nặng leo thang, cũng không để sức khỏe cảnh báo. Đàn bà thông minh quá, hiểu rằng một làn da sáng mịn, tươi, một phụ nữ cười xinh đẹp, một vóc dáng gọn gàng luôn là lợi thế của phụ nữ. 4. Phụ nữ khôn ngoan thấu hiểu chân thành là chất bôi trơn hiệu quả nhất cho mọi mối quan hệ. Họ thực tế cần mối quan hệ nhưng cũng biết dùng sự chân thành thuần thục nhất để giữ những mối quan hệ đó. 5. Phụ nữ khôn ngoan luôn là người tạo việc làm bận rộn cho bản thân. Dù mỗi sáng thức dậy, đi sớm, đi làm, đi công tác, họ cũng không nề hà. Điều họ mong chờ là cuối năm sẽ an nhàn, nói về tiền thưởng và thành quả đạt được. Người đàn bà thông minh thấu hiểu giá trị của lao động, không thể thiếu mồ hôi và nước mắt. Và hơn hết, với người đàn bà, lao động chỉ cho họ thêm sự an toàn là tiền và sự độc lập. 6. Phụ nữ khôn ngoan không so sánh người đàn ông của mình với người đàn ông khác. Một là vì đó là người đàn ông họ chọn, họ tự hào với sự lựa chọn của mình. Hạ thấp đàn ông cũng là đang hạ thấp giá trị của bản thân. Và hai là đàn bà sống thì phải trọng tình trọng nghĩa, đó là điều cốt lõi trong mọi mối quan hệ. 7. Phụ nữ khôn ngoan chọn cách ghen sang mà tình. Họ ghen sang là biết đúng lúc, đúng thời điểm, đúng chừng mực, vì họ biết đàn ông sẽ đoán định giá trị của bản thân qua cách đàn bà ghen. Bạn càng cho đàn ông suy nghĩ họ quan trọng thì bạn càng dễ đánh mất họ. Đàn bà thông minh ghen tình là biết khơi gợi ham muốn sở hữu ở đàn ông, ghen làm sao để đàn ông phải quay lại giữ lấy họ. 8. Phụ nữ khôn ngoan biết chiều chuộng đàn ông thế nào, đến đâu thì đủ. Vì đàn ông được chiều quá thì sinh hư, mà không được chiều thì lại dễ mất. 9. Phụ nữ khôn ngoan giữ đàn ông như giữ một con diều đang bay, dây trong tay nhưng diều vẫn tự do ở vùng trời riêng. 10. Người phụ nữ thông minh luôn biết mình ở vị trí nào trong lòng đàn ông, không ảo tưởng cao xa, cũng không nghĩ mình hèn mọn kém giá trị. Biết đúng giá trị của mình với bản thân, với đàn ông, phụ nữ mới dễ dàng hạnh phúc. 11. Người ta thường nói chơi với người tốt như đi ngang vườn hoa, hương thơm vương vấn mãi, chơi với người xấu như đi ngang hàng cá, mùi tanh hôi bám khắp vào người. Vậy mới nói, lựa chọn những mối quan hệ trong cuộc đời mình cũng rất quan trọng. Cuộc đời sẽ ngát hương hoa hay bốc mùi cá tanh đều là do bạn tự lựa chọn. 12. Không nên quá hiền lành. Người xưa có dạy, hãy sống lương thiện một cách khôn ngoan. Lương thiện để tu dưỡng phẩm hạnh, nuôi tâm từ bi. Sống khôn ngoan để không bị người đời lợi dụng, hãm hại. 13. Khi một người đã muốn rời đi, không cần phải níu giữ. Dù lý do nghe có vẻ tốt đẹp như thế nào, nhưng sự thật là con người sẽ không bao giờ để một người quan trọng rời khỏi cuộc đời họ một cách dễ dàng. Vậy nên, họ lựa chọn đẩy bạn ra khỏi cuộc sống của họ chỉ vì bạn chẳng đủ quan trọng nữa mà thôi. Tất cả những thứ còn lại đều là để biện minh cho hành động đó là đúng. Vậy nên, hãy giữ tự trọng, buông tay và tìm cuộc sống mới cho mình. 14.
Bạn biết vì sao bản thân phải cố gắng kiếm tiền không? Vì bạn chính là cảm giác an toàn của gia đình mình. Ngày bé, người đời đối xử với bạn dựa vào thu nhập của cha mẹ. Sau này, họ sẽ dựa vào thu nhập của bạn mà đối xử với cha mẹ bạn. Đừng để sau này, ngay cả khi ốm đau, cha mẹ cũng ngại phiền mà không dám kể với bạn. Đây là lý do chính đáng nhất khiến bạn nhất định phải cố gắng. 15. Trưởng thành rồi, bạn sẽ hiểu. Lòng người rất khó đoán. Làm gì, nói gì cũng phải cẩn thận. Luôn có những kẻ tiểu nhân trực chờ đâm sau lưng bạn bất cứ lúc nào. Nghe người khác nói cũng chỉ nên tin một phần, bởi lòng tin càng lớn, thất vọng rước về cũng sẽ càng nhiều. 16. Đừng nghĩ dùng nhan sắc sẽ chiếm được trái tim của tất cả đàn ông. Đàn ông đúng là rất thích phụ nữ đẹp, nhưng đàn ông khôn ngoan sẽ biết chọn phụ nữ có một tâm hồn đẹp để làm bến đỗ cuộc đời. Nhan sắc rồi sẽ tàn phai theo thời gian, chỉ có giá trị cốt lõi của tâm hồn mới là thứ bền vững, đủ sức níu giữ một con người.